Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Tại sao công ty điện lực EVN lỗ đầm lỗ đìa mà công ty còn lại lãi nghìn tỷ? thưa quý vị và các bạn câu chuyện về điện vẫn cứ là đề tài được bàn luận khắp nơi từ mạng xã hội cho tới quốc hội với tình trạng thiếu điện như hiện tại thì ngày hôm nay bộ công thương đã cảnh báo về nguy cơ thiếu điện cùng cực tại miền bắc đây thực sự là một nỗi khiếp sợ đối với người dân khi mà năm nay nó đã nóng thế rồi lại còn mất điện rong rã như này nữa thì ai mà chịu nổi chưa kể là các gia đình có con đang chuẩn bị thi vào đại học nữa theo như ông Trần Việt Hòa, cục trưởng cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương có chia sẻ, thì nhu cầu của người dân lúc cao điểm cần tới 80.000 MW điện thế, nhưng mà hiện tại thì chỉ đáp ứng được có tối đa là 24.000 MW mà thôi. Chính vì thế mà buộc phải cắt điện luân phiên để tiêu xài tiết kiệm, vì hầu như bất cứ lúc nào trong ngày thì nhà máy điện cũng thiếu. Như tin bài trên kênh hôm qua có đưa tin thì miền Bắc có hai nguồn cung cấp điện chính, đó là thủy điện và nhiệt điện. Thủy điện thì bây giờ cạn nước hết sạch rồi, còn duy nhất là hồ thủy điện Hòa Bình có thể phát điện được tới vài ngày nữa mà thôi, trong khi đó nhiệt điện thì rất nhiều các tổ máy đã gặp sự cố kỹ thuật, sau một thời gian dài phải hoạt động tối đa. Chính vì thế mà bây giờ nhiệt điện chỉ phục vụ được 76,6% công lực của mình. Cùng với đó thì ông Hòa cũng xin lỗi nhân dân và mong người dân cùng chung tay để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đó là đối với những người ở ngoài Bắc, còn với bà con miền Trung và miền Nam thì mọi người cứ yên tâm kê gối cao đầu mà ngủ vì theo như ông Trần Đình Nhân, tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khẳng định miền Nam và miền Trung hoàn toàn đảm bảo cung cấp điện. Thế nhưng riêng miền Bắc thì còn rất nhiều khó khăn, đó là thông tin về tình hình điện đóm ở ngoài Bắc. Thế nhưng câu hỏi đang được người dân và các đại biểu quan tâm nhất hiện nay đó là tại sao suốt ngày EVN kêu lỗ đòi tăng giá điện nhưng mà các công ty con của EVN thì có cả nghìn tỷ gửi ngân hàng là sao? Theo như câu trả lời của EVN thì số tiền lên tới 60.000 tỷ trong tài khoản của các công ty con này đó là tiền để thanh toán nợ đến hạn đảm bảo tín nhiệm với các đối tác Đồng thời cùng với đó thì EVN rất tự tin nhấn mạnh báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của tập đoàn được lập theo đúng quy định đã được kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2022 cũng đã được kiểm tra bởi đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm là đại diện của các bộ, các cơ quan, các hiệp hội có liên quan như kiểu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Bộ Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao công ty mẹ lỗ mà công ty con thì lãi? theo như chia sẻ của evn thì tập đoàn này đang phải chịu lỗ bởi giá mua vào thì phải mua theo nguyên tắc của thị trường đó là nếu như giá than tăng thì điện mua từ các nhà máy nhiệt điện cũng phải tăng thế nhưng mà khổ một cái là giá bán ra lại được cố định theo quy định của nhà nước có rất nhiều nguồn để mua điện thì evn phải chọn xem là ai bán rẻ nhất để mua mua hết của các công ty bán rẻ rồi thì mới bắt đầu mua sang đến các công ty bán đắt Thế nhưng mà khổ một cái nếu là hoạt động theo kinh tế thị trường từ A đến Z thì đầu vào nó tăng thì đầu ra cũng phải tăng, thế thì EVN đã ngon. Thế nhưng mà theo EVN chia sẻ thì mỗi 1 kWh bán ra cho khách hàng sử dụng điện năm 2022, EVN bị lỗ là 149,53 đồng, dẫn tới tổng số lỗ sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là hơn 36.000 tỷ. Thế nhưng mà nhờ có thu nhập từ các hoạt động khác liên quan tới sản xuất kinh doanh điện là hơn 10.000 tỷ, thế nên là số lỗ tổng hợp năm 2022 của tập đoàn này là khoảng tầm hơn 26.000 tỷ. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao điện năng lượng tái tạo như kiểu điện mặt trời điện gió lại không mang ra cho người dân ngoài Bắc sử dụng mà chưa gì đã đi nhập của Trung Quốc và Lào, chưa kể là Việt Nam mình lại còn bán cả điện cho Campuchia nữa. Câu trả lời cho việc này đó là bởi năng lượng tái tạo chủ yếu lại nằm ở miền Trung và miền Nam, bây giờ mang nó ra ngoài Bắc vô cùng khó khăn do cái khâu truyền tải điện của mình rất yếu, không đủ truyền tải. Còn về nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào thì đây là việc EVN đã làm từ rất lâu. EVN nhập điện của Trung Quốc từ hồi năm 2005, tức là cách đây gần 20 năm rồi chứ không phải là bây giờ EVN mới nhập. Còn nhập khẩu điện từ Lào là theo hiệp định liên chính phủ, việc bán điện sang Campuchia cũng là từ rất lâu rồi, nó dựa trên các hiệp định giữa các nước láng giềng với nhau mang yếu tố chính trị, mang yếu tố ngoại giao chứ không phải là EVN lén lút bán đi để lấy tiền đút túi. Ngoài ra thì việc nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào chỉ chiếm 1 phần 3 phần trăm nhu cầu của cả nước mà thôi, con số đó không đáng kể, thế nên cũng chẳng có gì phải bàn tán nhiều chính là vì đơn vị duy nhất độc quyền được nhập khẩu điện và giá nhập là theo giá thị trường, có giá bán ra là theo giá ấn định của nhà nước. Chính vì thế mà EVN đang cực kỳ bức xúc, do là cứ báo lỗ thì dân lại chửi, không hiểu làm ăn kiểu gì mà lỗ thế được. Tập đoàn doanh nghiệp nhà nước luôn than lỗ, tài nguyên dưới đất chỉ đào lên bán mà cũng lỗ thì chẳng còn ý kiến gì nữa. EVN mới đây đã đề xuất về điều chỉnh giá điện như kiểu là giá xăng dầu, tức là xăng dầu tăng, giảm theo ngày thì giá điện cũng vậy mới đây theo như ông Trần Đình Nhân tổng giám đốc của tập đoàn Điện lực Việt Nam có chia sẻ thì chi phí đầu vào cho sản xuất điện năm 2022 tăng như giá dầu nó tăng vài chục phần trăm giá khí đốt thì cũng ăn theo giá dầu giá than thì tăng tới 600 trăm thế nhưng mà giá điện mấy năm này vẫn vậy không hề tăng gì cả khổ một nỗi là cách cứ đến kỳ báo lỗ là lại bị chửi nhục nhất bây giờ đó là xăng dầu và điện nó lại là hai mặt hàng khác nhau Xăng dầu không dùng đến thì cứ đổ vào bồn, nó vẫn còn nguyên đấy, thế nhưng mà điện thì lại không làm thế được, sản xuất đến đâu phải dùng hết đến đấy. Bây giờ tăng giá điện theo giá đầu vào thì không thể nào đảm bảo an sinh xã hội được. Vậy câu hỏi đặt ra đó là so với các nước tiên tiến ở trên thế giới và quanh cái vùng trũng ở Đông Nam Á này thì giá điện Việt Nam đang đứng ở đâu? Theo như thống kê thì giá điện ở Việt Nam cực kỳ thấp, nó đứng thứ 47 từ dưới lên trên, trên tổng số 147 nước được đưa vào danh sách thống kê chứng tỏ đây là một mức giá cũng khá rẻ thế nhưng cái quan trọng nhất giá rẻ hay không nó lại còn phải so với thu nhập bình quân đầu người nữa chứ không thể nào so sánh chay được trong như bảng thống kê về giá điện và thu nhập bình quân thì hiện tại việt nam đang thua các nước là singapore malaysia thái lan và lào việt nam đứng trên một vài nước như kiểu là indo myanmar philippines mà thôi chính vì thế mà bây giờ tăng giá điện sẽ là một bài toán rất nan giải đối với người dân bởi thu nhập bình quân quá thấp trong khi giá điện cao lên thì không thể nào đủ để công gánh Thế nhưng mà nếu như không tăng cứ để EVN lỗ triển miên như này thì cũng rất sợ. Bây giờ dân Việt Nam làm trong vòng 1 giờ mua được có 5 số điện mà thôi, trong khi đấy dân Singapore làm 1 giờ mua được tới 40 số điện. Cách tốt nhất có lẽ là Việt Nam phải tăng năng suất lao động của mình lên mà thôi. Hà Nội lại lên kế hoạch cấm xe máy vào nội đô tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được giao lập đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030. Nội dung trên được nêu trong quyết định phê duyệt đề án phát triển kinh tế đô thị thành phố Hà Nội vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành. Theo đó, Ủy ban nhân dân Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải lập đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030. Cùng với đó, các đơn vị liên quan lập đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào. Sở Giao thông Vận tải cũng được giao chủ trì phối hợp các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận tham mưu giải pháp phát triển vận tải công cộng trong khu vực đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, xanh. Tiếp tục tham mưu chính sách khuyến khích các doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia cung ứng dịch vụ giao thông vận tải công cộng chất lượng cao, dịch vụ kết nối hệ thống giao thông công cộng. Cơ quan này cũng được giao chủ trì tham mưu thành phố phát triển hạ tầng giao thông vận tải, tập trung và ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung là các tuyến đường giao thông cho các huyện chuẩn bị thành quận, trục giao thông liên kết trong vùng thủ đô. Trong đó nghiên cứu phát triển theo định hướng TOD tại các điểm trên vành đai 4 và 5, các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch. Theo Ủy ban nhân dân Hà Nội, ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, đặc biệt tình trạng ô nhiễm không khí luôn ở mức báo động nhiều chỉ số ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép, nhất là tại các công trình xây dựng, mức độ ô nhiễm không khí cao gấp 5 đến 6 lần quy chuẩn cho phép. Hoạt động giao thông của hai loại phương tiện ô tô và xe máy cũng chiếm 70% nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Cùng với kế hoạch trên, Hà Nội lên kế hoạch xây dựng các chợ siêu thị, trung tâm thương mại quy mô lớn tại các khu vực phát triển đô thị mới, khu vực thuận lợi giao thông để tiếp tục khẳng định là trung tâm bán buôn bán lẻ của cả vùng, có tầm ảnh hưởng đến cả nước và trong khu vực. Sở Công thương được giao chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và các sở ngành quận huyện nghiên cứu quy hoạch phát triển diện tích kinh doanh thương mại tại khu vực được quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị, trong đó có các đầu mối giao thông công cộng lớn của thành phố, hầm ngầm cho người đi bộ, bãi đỗ xe công cộng ngầm. Trước đó Hà Nội đã nhiều lần đề cập đến việc cấm xe máy vào khu vực nội đô, giới chuyên gia lo ngại tính khả thi của đề án, còn người dân cho rằng sẽ không biết đi làm bằng phương tiện gì nếu cấm xe máy. Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc Nhà xuất bản Giao thông Vận tải cho biết Hà Nội chưa đáp ứng được những điều kiện cần thiết để cấm xe máy đi vào nội đô, ông Thủy nêu dẫn chứng, hiện nay hạ tầng giao thông còn yếu kém, đường xá còn hẹp, đường bốn làn xe rộng 20 30m còn rất ít. Đường xá hẹp như vậy ô tô làm sao có thể vào được, nhưng xe máy thì có thể vào được những đường hẹp, đường nhánh để làm ăn. Hà Nội cấm xe máy sẽ gây khó khăn rất lớn cho việc đi lại của người dân, tiến sĩ Thủy nhận định. Tiến sĩ Thủy giải thích, thực tế hiện nay hệ thống giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu cũng như đòi hỏi ngày càng cao của người dân thủ đô. Mỗi ngày thành phố có khoảng 14 triệu lượt đi lại, nhưng giao thông công cộng mới chỉ phục vụ trên dưới 10% nhu cầu. Giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu, tức là phương tiện đi lại cho người dân chưa có. Vậy nếu cấm xe máy là phương tiện chiếm tới 70% lưu lượng, thì người dân đi lại làm ăn bằng gì? Ông lo ngại trong trường hợp thành phố cấm xe máy, khả năng người dân sẽ đổ xô đi mua ô tô, lúc đó nguy cơ ủn tắc giao thông nội đô có thể tăng gấp 3-4 lần so với hiện nay.